Thưa quý vị, mới đây chủ đầu tư Phú Mỹ Hưng đã tổ chức lễ ra mắt dự án mới thứ hai trong năm 2024 mang tên Phú Mỹ Hưng La Cay. Dự án đặc biệt đánh dấu giai đoạn phát triển mới của khu đô thị sau hơn 3 thập niên hình thành và phát triển, giai đoạn 2.0. Nằm ngay trung tâm khu thương mại tài chính quốc tế thuộc CBD, tức Central Business District, Nam Sài Gòn, Phú Mỹ Hưng La Cay có 4 mặt tiền. Trong đó, một mặt tiếp cận trực tiếp trục đường Nguyễn Lương Bằng, vị trí ngay lõi trung tâm khu tài chính gần SECC, trung tâm triển lãm lớn nhất nước, kế bên khu Hồ Bán Nguyệt, cùng chuỗi tiện ích dịch vụ văn phòng, khách sạn hạng sang, bệnh viện quốc tế, v.v. Dự án do B&T Group, một trong những đơn vị kiến trúc lâu đời nhất thế giới với hơn 150 năm kinh nghiệm đến từ Hồng Kông, quy hoạch. Dự án gồm hai khối công trình, được xây dựng trên hai lô đất có tổng diện tích hơn 8.700m², kết cấu mỗi khối gồm một tầng hầm và 5-6 tầng nổi. Trong đó, hai tầng trên cùng là căn hộ ở, 3-4 tầng thương mại, cửa hàng, shop bên dưới. Với thiết kế như trên, chủ nhân Phú Mỹ Hưng La Cay sở hữu đồng thời cả phần shop và phần nhà ở. Dù tọa lạc tại vị trí ngay trung tâm tài chính, nhưng Phú Mỹ Hưng La Cay được xây dựng với hệ số sử dụng đất rất thấp, trung bình toàn dự án chỉ 2,81. Được mệnh danh là bất động sản đặc biệt 5 trong 1, Phú Mỹ Hưng La Cay hội đủ các yếu tố của một nơi ở cao cấp, nơi làm việc lý tưởng và là nơi tận hưởng dịch vụ đẳng cấp, với hàng loạt công trình lân cận đã và sẽ triển khai. Chỉ trong khoảng 2 năm tới, Phú Mỹ Hưng La Cay không chỉ được nâng tầm chất lượng không gian sống cho cư dân, mà giá trị bất động sản tại đây cũng được cộng hưởng gia tăng vượt bậc.